Chào các bạn, trong video ngày hôm nay cô sửa đề thực chiến cuối kỳ 1, đề số 5. Rồi mình bắt đầu. Câu 1. Đổi số đo góc 130 độ sang số đo radian. Rồi bây giờ mình lấy cái độ này, mình sẽ nhân với pi phần 180. Kết quả rút gọn chính là số đo radian. Vậy nó ra là 13 phần 18 và đơn vị ở đây là radian. Và đáp án của mình là câu B. Câu số 2. Cho góc lượng giác alpha được biểu diễn bởi điểm M trên đường tròn lượng giác như mô tả trong hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng. Rồi trong đáp án của mình thì nó cho giá trị sin cos và cotan. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lên đây và mình xác định giá trị ha. Thì trên cái đường tròn lượng giác người ta quy ước trục đứng là sin, còn trục nằm là cos. Thế thì cái điểm M mình muốn tìm cos thì mình sẽ giống nó lên cái trục hoành, còn mình muốn tìm sin thì mình giống nó qua cái trục ngang. À, trục trục và trục đứng, trục tung. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được là sin của góc alpha, sin nè, à, lấy điểm M giống qua đây nè, nó ra là trừ 1 phần 2 nè. Rồi, còn cos của góc alpha thì nó sẽ bằng là căn 3 phần 2. Thế thì tan của alpha bằng gì? Tan alpha sẽ bằng sin alpha chia cho cos alpha. Sin alpha chia cos alpha thì nó sẽ ra là bằng trừ căn 3 phần 3. Thế thì tan bằng trừ căn 3 thì cotan của mình nó sẽ bằng là trừ căn 3. Đó. Vậy thì đáp án đúng của mình là câu D. Câu số 3, cho góc lượng giác tạo bởi TOA và TOB có số đo bằng pi phần 6. Hỏi trong các số đo góc sau, số đo nào là số đo của một góc có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác tạo bởi TOA và OB? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi biến đổi từng cái đáp án một. Đầu tiên là cô biến đổi đáp án A ha. Thì để nó có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác pi phần 6 thì chúng ta sẽ đưa cái góc trừ 43 pi phần 6 này nè. Nó sẽ bằng một cái số lần chẵn pi cộng với một cái góc. Bây giờ mình đưa như sau nha. Thì trừ 43 pi phần 6 thì cô sẽ tách ra là thành cô bấm thử trừ 43 chia 6 bằng nhiêu nha. Thì nó đây là 7 phẩy mấy là lẻ rồi. Vậy thì 43 pi phần 6 này cô sẽ tách thành là 30 hả? Phải 48 đi. Trừ 48 pi cộng với 5 pi. Được không? Rồi. Đó, cô sẽ tách như thế này. À, tại vì trừ 48 pi chia 6 thì nó sẽ ra là bằng à, câu A này là cô làm từ từ cho các bạn coi thôi. Cộng với 5 pi chia 6. Đó. Thì nó sẽ bằng là bao nhiêu? Trừ 48 pi phần 6 là trừ trừ cho 8 pi. Trừ cho 8 pi cộng với 5 pi chia 6. Vậy thì bạn thấy là cái số đo góc trừ 43 pi phần 6, cái điểm biểu diễn của nó chính là điểm biểu diễn của góc 5 pi phần 6. Nha. Thế nên là câu A này là không đúng rồi. Bây giờ câu B. Câu B cô ghi khác màu cho nó dễ nhìn là 37 pi phần 6. 37 pi phần 6 thì nó chính là bằng 36 pi phần 6 cộng với pi phần 6. Mà 36 pi phần 6 thì nó sẽ ra là 6 pi. 6 pi mà cộng với pi phần 6. Bạn thấy 6 pi là số lần chẵn pi chưa? Vậy thì điểm biểu diễn của nó chính là pi phần 6. Rồi. Câu C. 43 pi phần 6 sẽ bằng 42, 42 chia 6 là nhiêu? 7 rồi, không được. 36 hả? 7 pi. Ok, thôi 48 đi. 48 pi phần 6 trừ cho 5 pi phần 6. Đó, thì nó sẽ bằng là 6 pi cộng cho trừ 5 pi phần 6. Đó, thì điểm biểu diễn của nó chính là điểm biểu diễn của góc trừ 5 pi phần 6. Nên là câu C cũng sai ha. Câu D. Câu D là trừ 37 pi phần 6. Trừ 37 pi phần 6 thì nó sẽ bằng là trừ 36 pi phần 6 trừ cho pi phần 6. Vậy thì điểm biểu diễn của mình nó chính là điểm biểu diễn của góc trừ pi phần 6 và cũng không đúng luôn. Thế nên là đáp án đúng của mình chính là câu B. 3B, được chưa nè? Câu số 4, nghiệm của phương trình tan 3x trừ 45 độ bằng căn 3 là. Rồi, thì cái phương trình này á, nó là phương trình tan thì chúng ta sẽ đưa về dạng tan U bằng tan V.
Tango bằng tan V nha. Cho cô sẽ cô lưu lại đây ha. Rồi. Tango bằng tan V thì cái căn 3 này á, cái căn 3 này nó chính là tan của 60 độ. 60 độ, vậy cô ghi lại là bằng tan của 60 độ nè. Rồi. Thế thì suy ra 3x trừ 45 độ nó sẽ bằng 60 độ cộng với k 180 độ, mình làm theo đơn vị độ ha. Vậy thì suy ra 3x nó sẽ bằng là 105 độ cộng cho k 180 độ. Rồi, chia cho 3. Chia cho 3 thì x nó sẽ bằng là 35 độ cộng với k 60 độ. Rồi, vậy đáp án của mình là câu C. 4C. Câu số 5. Cho cấp số nhân UN biết UN bằng 1 phần 5 mũ N. Con bồi của cấp số nhân đó là... Ok. Bây giờ muốn tìm con bồi thì chúng ta sẽ lấy U sau chia cho U trước. Vậy bây giờ cô đi tính U2 đi ha. U2, U1 đi. U2 thì nó sẽ bằng là 1 phần 5 mũ 2 là bằng 1 phần 25. Rồi. U1 thì nó sẽ bằng là 1 phần 5 mũ 1 là bằng 1 phần 5. Đó. Vậy thì mình sẽ suy ra được là quy á, là con bội á, nó sẽ bằng U2 chia cho U1 và bằng 1 phần 5. Vậy đáp án của mình là câu B. Câu số 6. Dãy nào sau đây là một cấp số cộng? Dãy nào sau đây là một cấp số cộng? Cấp số cộng là một dãy số mà số hạng ở sau sẽ bằng một số hạng ở trước cộng với một số không thay đổi. Thì 1, 2, 3, 5, 8. Thì bạn thấy cái khoảng cách nó không không có đều nè. Từ 1 qua 2 là thêm 1 đơn vị, 2 qua 3 là 1 đơn vị, 3 qua 5 là 2 đơn vị, 5 qua 8 là 3 đơn vị. Vậy nó không có đều, thấy không? Rồi 1 qua trừ 3 là có phải bạn trừ đi 4 không? Rồi trừ 4 nữa là thành trừ 7, trừ 4 nữa là thành trừ 11 và trừ 4 nữa là thành trừ 15. Vậy cấp số cộng của mình chính là câu B. Câu B nha. Còn đây là từ 0 qua 1 là 1, 1 qua 2 là 1, 1, 2 qua 3 là 1, 3 qua 5 là 2, không đúng. Rồi câu D này cũng sai luôn. Rồi, tóm lại là câu số 6 đáp án là câu B. Câu số 7, dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0? Thì mình thấy là các cái dãy số hiện tại nó đang có dạng quy mũ n. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức là lim của quy in mũ n bằng 0 khi trị tuyệt đối của quy bé hơn 1. À, vậy thì ở đây quy câu A là 2023 chia cho 2022 là nó lớn hơn 1 nè. Câu B là 2022 chia 2023 là nó bé hơn 1 nè. Câu C trừ 2023 chia 2022 trị tuyệt đối của nó cũng lớn hơn 1. Câu D thì 2023 là nó lớn hơn 1 rồi. Nên đáp án đúng của mình là câu B. Câu số 8. Cho hàm số fx bằng x cộng 1 nếu x bé hơn 0 và x bình nếu như fx nếu như x lớn hơn bằng 0, mệnh đề nào sau đây sai? Thì nó nói về giới hạn, bây giờ cô sẽ đi tính giới hạn đi ha. Lim. Lim của fx khi x tiến tới 0 trừ. Khi x tiến tới 0 trừ có nghĩa là mình sẽ nhìn vào cái dòng x bé hơn 0. Vậy thì nó chính là lim của x cộng 1. Đó. Lim của x cộng 1 khi x tiến tới 0 trừ thì mình thay số 0 và thôi, kết quả nó ra là 1. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tính lim của fx khi x tiến tới 0 cộng. Khi tiến tới 0 cộng thì nó chính là bằng lim của 0 cộng là nhìn vào cái dòng lớn hơn ha. Chính là lim của x bình khi x tiến tới 0 cộng. Rồi thế số 0 vô là nó ra 0. Thì mình thấy là đáp án A cũng đúng, C cũng đúng ha. Rồi. Vậy thì từ đây thì chúng ta sẽ suy ra là lim của fx khi x tiến tới 0 trừ nó khác với lim của fx khi x tiến tới 0 cộng. Thì bạn hiểu là giới hạn trái và giới hạn phải không bằng nhau, do đó là nó sẽ không tồn tại giới hạn tại cái điểm x0 đó. Không tồn tại lim của fx khi x tiến tới 0. Được chưa? Rồi. Vậy thì đáp án đúng của mình là câu đáp án của mình là câu B. Lim của fx khi x tiến tới 0 là sai, tồn tại là sai ha. Không tồn tại lim của fx khi x tiến tới 0, còn lim khi tiến tới 0 trừ cộng mới là bằng 1, tiến tới 0 trừ là 0 trừ là bằng 1, 0 cộng là bằng 0. Ok chưa? Rồi câu số 9. Lim của 1 phần x cộng 2 bằng
Ở đây là ít tiến tới cộng vô cùng nha các bạn, thì mình hiểu là một chia cho vô cùng, vô cùng mà cộng với hai cũng là vô cùng, thì một chia cho vô cùng kết quả của mình sẽ bằng không. Chọn luôn đáp án là câu B đi hả? Rồi câu số 10, liêm của f khi y tiến tới một cộng bằng 3, liêm của f khi y tiến tới một trừ bằng trừ 3, khẳng định nào sau đây đúng? Câu A, liêm của f khi y tiến tới một bằng 3, liêm của f khi y tiến tới một bằng không. Rồi bạn lưu ý nha, câu số 10 này nó cũng là nó cho giới hạn trái và giới hạn phải. Bây giờ muốn tồn tại giới hạn tại cái điểm x0 thì hai cái liêm trái và liêm phải này nó phải bằng nhau. Tuy nhiên theo cái đề này á là giới hạn trái và giới hạn phải nó không bằng nhau. Một cái là bằng 3 và một cái là bằng trừ 3. Thế nên là không tồn tại liêm khi x tiến tới x0. Đó. Thế nên là đáp án đúng của mình là câu C. Câu số 11, hàm số y gián đoạn tại điểm x0 bằng. Ở đây mình thấy hàm số này là một hàm số chứa mẫu thì mẫu phải khác không? Mà x cộng 2 khác không? Điều kiện ha. Điều kiện có nghĩa là x phải khác trừ 2. Mà x khác trừ 2 thì suy ra hàm số gián đoạn tại x bằng trừ 2. Gián đoạn tại x0 bằng trừ 2. Và đáp án của mình là câu D. Câu số 12, trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên R? Để hàm số liên tục trên R thì hàm số này phải xác định trên R. Được chưa? Đó là cái điều kiện thiết yếu. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn đáp án là câu A. Bởi vì sao? Câu B á, là x nó phải khác KB nè, bởi vì hàm này chứa cotang. Câu C á, là x nó phải khác 1. Còn câu D á, là x bình trừ 1 phải lớn hơn 0, lớn hơn bằng 0. Vậy thì suy ra x lớn hơn hoặc bằng 1 hoặc là x bé hơn hoặc bằng trừ 1 không đúng. Bạn hiểu được không? Chỉ có câu A là tập xác định D bằng R thôi. Rồi, câu số 13. Cho hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung và cùng nằm trong một mặt phẳng. Thì hai đường thẳng phân biệt mà không có điểm chung rồi nha, là nó có thể song song hoặc chéo nhau. Nhưng mà nó cùng nằm trong một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó sẽ song song với nhau. Còn nếu như không có điểm chung, phân biệt và khác mặt phẳng, nằm trong hai không không thể nào nằm trong cùng một mặt phẳng, nằm ở hai mặt phẳng khác nhau thì hai đường thẳng nó sẽ chéo nhau. Bạn lưu ý được chưa? Rồi, câu số 14. Cho ba mặt phẳng phân biệt alpha beta. Cái này gọi là gì ta? Delta hả? Nói chung là cho ba mặt phẳng và đôi mồ cắt nhau theo ba giao tuyến là D1, D2, D3. Thì khi đó, cái này là một cái định lý hay hệ quả gì có trong sách giáo khoa nha các bạn nha. Nếu ba mặt phẳng đôi mồ cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó hoặc là song song hoặc là đồng quy. Nên đáp án đúng của mình là câu B. Câu số 15. Cho tứ diện ABCD khẳng định nào sau đây đúng? Rồi. Thì cô đã nói rồi, tứ diện là có bốn đỉnh đúng không? Bây giờ bạn bóc đại hai đỉnh ra thì nó sẽ tạo thành một cái đường. Cứ cứ hai đỉnh là được một đường. Nói chung là đừng có chung đỉnh, đừng có chung điểm. Thì chắc chắn là cái cặp đôi đó nó sẽ chéo nhau. Ví dụ như AC thì nó sẽ chéo với BD, AB thì nó sẽ chéo với CD, vậy đó, AB CD. Nên là bài này thực chất là chúng ta sẽ không còn vẽ hình ha. Bởi vì mình thấy câu A là câu đúng. AB và CD chéo nhau. Nó đây, AB với CD chéo nhau nè, còn AD với BC phải là chéo. Rồi, AB và CD chéo chứ không thể nào song song được. AC với BD cũng chéo luôn. Được chưa? Nên đáp án đúng của mình là câu A. Câu số 16. Cho hình chóp SABCD gọi MN lần lượt là trung điểm của AB và AD, khẳng định nào sau đây đúng? Rồi, vẽ hình chóp nha. Rồi, S, A, B, C, D. Ở đây nó không nói đáy là gì hết nhưng cô bị nó hình bình hành. Rồi, cũng được ha. M là trung điểm của AB. N là trung điểm của
3D. Khi đó MN song song với mặt phẳng nào? Thì mình có MN là đường trung bình của tam giác ABD, nghĩa là MN và BD song song với nhau. Do đó MN sẽ song song với mặt phẳng FBD. MN song song với BD nên suy ra là MN song song với lại mặt phẳng chứa BD là FBD. Cô trình bày nhanh theo kiểu trắc nghiệm 16A. Câu số 17. Cho hai mặt phẳng phân biệt B và Q, đường thẳng A chứa trong mặt phẳng B, đường thẳng B chứa trong mặt phẳng Q. Tìm khẳng định sai. Nếu hai mặt phẳng song song thì hai đường thẳng này song song. Đúng không các bạn? Đúng nổi không? Nếu hai mặt phẳng song song, nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường nằm trong mặt phẳng này sẽ song song với mặt phẳng kia. Chứ mình không có một cái định lý nào nói rằng là mọi đường nằm trong mặt này sẽ song song với mọi đường nằm trong mặt kia. Mình không hề có cái định lý đó. Bạn hiểu được không? Nên là ví dụ như cô ghi A đây đi ha. A, B đây. Đó. Đây là mặt phẳng B nè. Đây là mặt phẳng Q nè. Thì đây là đường thẳng A, còn đây là đường thẳng B. Thì đường thẳng A nó có thể song song với đường thẳng B, nó có thể chéo nhau với đường thẳng B. Nên là cái đáp án đúng của mình sẽ là câu C. À không, ở đây nó nói là khẳng định sai nha. Rồi câu A, nó nói là hai mặt phẳng này song song thì A song song với đường thẳng B. Sai nha, sai. Cái này phải là hoặc chéo mới đúng. Rồi, câu B. Nếu mặt phẳng B song song với mặt phẳng Q thì đường thẳng B song song với mặt thẳng B. Đúng. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường nằm trong mặt phẳng này sẽ song song với mặt phẳng kia. Đúng. Câu D cũng vậy. Vậy thì đáp án sai của mình, khẳng định sai của mình là câu A. Câu A nha. Câu số 18. Phép chiếu song song biến ba đường thẳng song song thành ba đường thẳng đôi một song song với nhau. Hoặc trùng nhau. Trùng nhau thì ba đường nó nhập làm một rồi. Hoặc là hai trong ba đường nó trùng nhau, vậy thì từ ba đường nó sẽ chỉ còn hai đường thẳng song song thôi. Nên đáp án đúng của mình sẽ là câu D. Cô nhắc lại nha, phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau thì mình phát triển lên ba đường thẳng thì có thể là nó sẽ thành ba đường thẳng song song, hoặc là nó nhập vô còn một đường thẳng thôi, hoặc là nó nhập còn có hai đường thẳng song song thôi. Không. Nên đáp án đúng của mình sẽ là câu D. Rồi câu số 19. Một cửa hàng trang sức khảo sát khách hàng xem họ dự định mua trang sức với mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau. Thì cái bảng này chúng ta sử dụng có hai dòng. Dòng đầu tiên là nhóm mức giá và dòng thứ hai là số khách hàng. Vậy nó yêu cầu là tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Mốt. Vậy thì mốt chính là cái giá trị nằm trong cái nhóm có tần số lớn nhất. Ha, cô nói lại nha. Mốt chính là giá trị nằm trong cái nhóm có tần số lớn nhất. Được chưa? Thế thì bây giờ bạn coi cái bảng giá trị này, tần số lớn nhất của mình nó rơi vào nhóm nào? Tần số lớn nhất của mình nó rơi vào nhóm nào? Thì cô thấy là tần số lớn nhất của mình là 78, vậy thì nó sẽ rơi vào cái nhóm này. Đây là nhóm chứa M0. Rồi cô sẽ ghi ha. M0 thuộc nhóm từ 9 đến 12. Đó. Vậy thì mình sẽ tìm các giá trị cho cô nè. NM. NM chính là tần số của nhóm này là 78. Rồi. NM cộng 1 chính là tần số của nhóm liền kề phía sau là 45. NM trừ 1 chính là tần số của nhóm liền kề phía trước là bằng 20. Rồi UM là bằng 9. UM cộng 1 là bằng 12. Rồi. Cô đã tính đầy đủ các giá trị rồi. Thì bây giờ công thức M0 của mình chính là bằng UM cộng cho NM trừ cho NM trừ 1. Rồi chia cho NM trừ 1. NM trừ cho NM trừ 1. Cộng với NM cộng. À trừ. Trừ cho NM cộng 1. Rồi. Nhân với OM cộng 1 trừ OM. Rồi cô tháp số vô nha. Thì nó sẽ bằng là OM nè. OM là 9 nè.
Cộng cho nm trừ nm cộng 1 là 78 trừ cho 20 nè. Chia 78 trừ 20 cộng với 78 trừ cho 45 nhân với om cộng 1 trừ om là 12 trừ 9. Rồi kết quả của mình sẽ bằng bao nhiêu? Bạn bấm máy thử đi. 9 cộng 78 trừ 20 chia 53 ra 10,9 nè. 10,9. Ủa, có gì đó sai sai hả? Mốt UM là bằng 9 đúng rồi. UM bằng 9, NM là 78. 78 trừ cho 20. 78 trừ 20 ủa sao nó không ra số ta? Ra là 10,9. Nhưng ở đây đáp án của mình đâu có 10,9 đâu. Đúng không? Chờ cô coi lại cái đề một xíu nha. Coi thử cái đề nó bị lỗi chỗ nào không? NM OM cộng 1 trừ OM là 3. 78 trừ 20. 78 trừ 20. Đây là câu số 19 đúng không? Câu số 10. trừ 9 là bằng 3. Rồi. Đề bị sai số các bạn. Của mình ra là 10, 10,9 đúng không? 10,9. 10,9. Vậy thì bạn sửa lại cho cô cái câu số 19 này là sửa cái số này lại là 10,9 ha. Rồi. Cái đề của bạn phát ra thì nó sẽ là đáp án A nha. Nhầm đề. Rồi, câu số 20. Kết quả khảo sát cân nặng của 40 học sinh lớp 6A2 được tham gia. Khảo sát dinh dưỡng được cho ở bảng sau. Hãy ước lượng cân nặng trung bình của học sinh lớp 6A2. Thì chính là chúng ta đi tìm số trung bình. Mà muốn tìm số trung bình thì mình phải đi tìm giá trị đại diện của các nhóm. Được chưa nè? Giá trị đại diện. Rồi, giờ cô sẽ đi tìm giá trị đại diện ha. Từ 25 đến 30 cộng lại chia đôi thì nó sẽ ra là 27,5. Rồi bên này là 32,5. Rồi 37,5. Đây là 42,5. Và bên này là 47,5. Được chưa? Rồi giá trị trung bình là x nè. X nó sẽ bằng là 5 nhân với 27,5. Cộng với 16 nhân với 32,5. Cộng với 10 nhân với 37,5. Cộng với 6 nhân với 42,5 cộng với 3 nhân với 47,5 và chúng ta chia cho tổng tần số. Thì ở đây tổng tần số của mình là 40, có thể là bạn lấy cái dòng số học sinh bạn cộng lại. Còn không thì bạn nhìn lên trên bạn thấy đây chính là bạn khảo sát cân nặng của 40 học sinh thì mình khỏi phải cộng ha. Vậy kết quả nó ra là cô bấm thử nha. Ba mươi lăm phẩy bảy mươi lăm.
Thì đáp án của mình là câu C. Câu số 21. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong cái hàm số sau? Thì mình nhìn vào đây chính là đồ thị của hàm cos x ha. Nó đi qua điểm 0 1 và điểm pi phần 2 0 nè. Đó, thì đây chính là đồ thị của hàm cos x. Rồi, câu số 22. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang. Rồi vẽ cái hình này ha. S A B C D. Rồi M là trung điểm của FB. M. N là trung điểm của SC. O là giao điểm của AC và BD. O là giao điểm của AC và BD. AC BD. Rồi giao tuyến của mặt AMN. AMN và mặt FBD. AMN và mặt FBD nha. Cô vẽ nó bằng mực đen đây ha. AN ở đây nè. Rồi. M đây nè. AN đây nè. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì bạn coi thử là mặt AMN và mặt FBD chúng ta sẽ tìm giao tuyến kiểu nào. Hiện tại là mình có hai cách tìm giao tuyến. Một á là mình tìm hai điểm chung, hai á là mình tìm một điểm chung và hai đường thẳng song song. Thì hiện tại là mặt AMN và mặt FBD á, nó đang có một điểm chung là điểm M. Và nó không có chứa đường thẳng nào song song với nhau hết. Đúng không? Thế nên là giờ cô trình bày trước đi. Đầu tiên là cô thấy điểm M chung nè. M chung là M thuộc mặt AMN giao với là mặt FBD, được chưa? Rồi tiếp theo là bây giờ cô phải đi tìm điểm chung. Thì để tìm điểm chung tiếp theo thì bây giờ mình thấy trong cái mặt FBD nó còn có chứa cái điểm O nữa. Vậy thì cô sẽ nối cái đường SO lại. Thì khi cô nối cái đường SO lại thì cô thấy SO nó cắt được AN. Và cô gọi điểm này là điểm điểm E đi. Thế nhưng mà cô nhìn lên đáp án á, thì cô lại thấy là không có cái đáp án nào là liên quan đến điểm E, một cái điểm mới hết, mà nó là DN, DM, OM và SO. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ nói tới cái chỗ này một chút. Bây giờ cô khoan hẳn gọi cái điểm O này luôn ha. Thì ta thấy nè, ta có MN nó song song với BC. Nên là MN nó cũng sẽ song song với AD. Bạn hiểu được không? Rồi. Cô ghi ở đây là BC song song với AD đi ha. Rồi. Thế nên là suy ra ADMN nó tạo thành một mặt phẳng. AMND là một mặt phẳng. Và nó chính là mặt phẳng AMN luôn. Bạn hiểu được không? Thế thì bây giờ cái mặt AMN của mình nó đạt được mở rộng ra thành mặt AMND rồi. AMND rồi. Đó, AMND nha. Thế thì ngoài cái điểm M chung thì lúc này chúng ta thấy cái điểm D nó cũng chung. D nó chính là điểm chung của mặt AMN và mặt FBD. Rồi. Vậy thì từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra được giao tuyến của mình chính là đường MD. MD. MD chính là giao tuyến của mặt AMN với lại mặt FBD. FBD. MD đáp án của mình là câu B. Câu số 23. Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là sn bằng n bình cộng 4n. Tìm số hạng tổng quát UN của cấp số cộng đã cho. Rồi bây giờ muốn tìm số hạng tổng quát thì chúng ta còn phải biết UN và biết D, nhưng hiện tại mình chưa có gì hết. Thế thì bây giờ mình hiểu nè. Bạn đi tính cho cô S1 đi. S1 nó chính là bằng 1 bình cộng 4 nhân 1 là bằng 5, đúng chưa? Rồi. S2 nó chính là bằng 2 bình cộng với 4 nhân 2 là bằng 10, 12.
Thì cái S2 á, nó chính là bằng U1 cộng với U2 đúng không? Đó. Còn cái S1 á, thì nó chính là U1. Vậy thì từ hai cái ý này chúng ta sẽ suy ra U2 là nó bằng S2 trừ cho S1 là bằng nhiêu? U2 là bằng U2 là bằng nhiêu đây? U1 là cô viết lại là U1 bằng 5 nè. Còn S2 trừ S1 là bằng 7. Đó, vậy thì suy ra D nó sẽ bằng U2 trừ cho U1 là bằng 7 trừ 5 là bằng 2. Được chưa? Rồi có D rồi có U1 rồi. Vậy thì số hàng tổng quát của mình, vậy UN nó sẽ bằng là U1 cộng N trừ 1 nhân với D. Thì nó chính là bằng nhiêu? U1 là bằng 5 nè. Còn N trừ 1 nhân với 2 nè. Thì kết quả nó sẽ ra là 2N cộng 3. Đáp án của mình là câu A. Câu số tiếp theo 24. Cho các số cộng ON biết số hạng thứ 30 trong dãy bằng bao nhiêu. Rồi, muốn tìm số hạng thứ 30 thì chúng ta cần phải biết U1 và D. Thế thì từ cái hệ đề cho này mình sẽ đi tìm U1 và D. Rồi, cô sẽ ghi lại ha. 2U2 cộng với U5 là bằng 9. U8 mà trừ cho U4 là bằng 16. Thế thì tương đương với U2 là bằng U1 cộng D. Vậy 2U2 là bằng 2U1 cộng với 2D đúng không? U5 thì sẽ bằng là U1 cộng với 4D là bằng 9 nè. U8 là bằng U1 cộng với 7D. Còn U4 nó chính là bằng U1 cộng với 3D bằng 16. Rồi, mình rút gọn cái hệ này nha. Tương đương 3U1 cộng 6D là bằng 9. Rồi U1 trừ U1 hết, 4D là bằng 16. Vậy thì chúng ta sẽ được là D là bằng 4. D là bằng 4, 6 nhân 4 24, 9 trừ 24 là bằng trừ 15, chia cho 3 là bằng trừ 5, U1 là bằng trừ 5, được chưa? Rồi, vậy thì U30 của mình á, nó sẽ bằng là U1 cộng với 29D. Rồi thì nó sẽ bằng là trừ 5 cộng với 29 nhân 4. Là bằng 111. Và đáp án của mình là câu B. Câu số 25. Cho dãy số UN bằng mệnh đề nào sau đây đúng? Rồi, nếu mà để yên như thế này á thì bạn sẽ không có làm được. Bây giờ cô sẽ giải quyết cái tổng ở bên trên chút. Thì bạn thấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cho đến n nó sẽ tạo thành một cái cấp số cộng. Đúng không? Cô sẽ chú thích chỗ này. Bạn nào mà biết công thức rồi á thì quá ok. Còn bạn nào chưa biết thì cô sẽ giải thích công thức chỗ này một chút xíu. Nó chính là một cái cấp số cộng. Mà cấp số cộng này có U1 là bằng 1 và D là nó bằng 1 luôn. Thế thì suy ra S có nghĩa là tổng. Cô ghi là S bằng 1 cộng 2 cộng 3 có nghĩa là tổng của các cái số hạng này. Nó chính là bằng 2U1, 2U1. 2U1 nha, là bằng 2U1 cộng N trừ 1 nhân D. Đây cô ghi lại đây. Tất cả nhân với N chia cho 2. Thì có phải là bằng 2U1 là bằng nhiêu? 2 nhân 1 cộng N trừ 1 nhân với D là nhân với 1 luôn. Rồi tất cả nhân với N chia cho 2 thì nó bằng cái gì? Nó bằng N cộng 1. N nhân với N cộng 1 chia cho 2. Được chưa? N nhân với N cộng 1 chia cho 2. Thế thì suy ra cái dãy UN của mình á, nó sẽ bằng là N nhân N cộng 1 chia cho 2. Rồi tất cả chia cho 2 nhân với N bình cộng 3. Rồi vậy rút ra thì nó sẽ được là N bình cộng N chia cho 4 nhân với N bình cộng với 3. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lấy liêm. Liêm của UN nó chính là bằng liêm của
n bình cộng với n chia cho 4n bình cộng với 12. Thì bậc tử bằng bậc mẫu thì chúng ta lấy hệ số trước bậc lớn nhất chia nhau thôi là bằng 1 phần 4. Vậy đáp án của mình là câu B. Rồi bạn hiểu được chưa? Cô làm nhanh như vậy nha. Câu số 26. Biết liêm khi x tiến tới 0 là bằng A phần B. A phần B là phân thức tối giản AB thuộc N sao? Tính giá trị của biểu thức T bằng B mũ A. Thì bây giờ chúng muốn tìm được T thì bạn phải tìm A và B. Thế thì bây giờ mình phải đi tính cái liêm này ha. Liêm 5x cộng 1 trừ 1. Rồi, bạn thay x bằng 0 vô đi. Bạn thay x bằng 0 vô. Thì kết quả nó ra là 0 chia 0. Vậy thì đây là dạng vô định. Rồi, chúng ta sẽ nhân với lượng liên hợp của tử ha. Thì nó sẽ ra là 5x cộng 1 tất cả bình nè. Thôi, chắc cô làm từ từ chỗ này đi. Nhân với căn của 5x cộng 1 cộng với 1. Rồi, chia x nhân với căn của 5x cộng 1 cộng với 1 khi x tiến tới 0. Rồi, thì trên tử của mình nó chính là bằng căn này tất cả bình là 5x cộng 1 rồi trừ 1 chia cho x nhân cho căn của 5x cộng 1 cộng với 1. Rồi, thì 1 trừ 1 hết, còn lại 5x, 5x mà chia cho x thì còn trên tử còn 5 thôi. Thì nó chính là 5 căn của 5x cộng 1 rồi cộng với 1 khi x tiến tới 0. Rồi thế số 0 vô thì bạn sẽ ra là 5 phần 2. Vậy thì A của mình là bằng 5, còn B của mình là bằng 2. Vậy T sẽ bằng là B mũ A. B mũ A chính là bằng 2 mũ 5. Mà 2 mũ 5 là bằng 32. Được chưa nè? Vậy đáp án của mình là câu D, 26D. Câu số 27. Tính giới hạn liêm khi tiến tới trừ 2 trừ bằng. Thay cái số trừ 2 vô thì trên tử bạn thấy nó ra là bằng trừ 1, ở dưới mẫu nó ra bằng 0. Vậy số chia 0 thì chúng ta phải làm 3 bước. Đó là chúng ta sẽ đi tính liêm của tử là liêm của 3 cộng với 2x khi x tiến tới trừ 2 trừ. Vậy kết quả là nó ra là trừ 1 đúng không? Rồi, liêm của mẫu là liêm của x cộng 2 khi x tiến tới trừ 2 trừ. Vậy kết quả nó bằng 0. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đi xét dấu mẫu. Thì mình thấy là x tiến tới trừ 2 trừ á, có nghĩa là x nó bé hơn trừ 2. Mà x bé hơn trừ 2 thì suy ra x cộng 2 bé hơn 0. Bạn chuyển cái số trừ 2 về bên trái. Thế thì cái mẫu của mình âm, cái tử của mình nó cũng âm. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra cái liêm của cái đề. Đó, nó sẽ bằng là cộng vô cùng. Vậy đáp án của mình là câu C. Câu số 28. Cho hàm số fx như vậy, hàm số liên tục tại điểm x bằng 1 khi m bằng trừ a phần b, tính tổng a cộng b. Rồi ok, nói tóm lại là chúng ta sẽ đi tìm m để hàm số liên tục. Thì để hàm số liên tục tại x bằng 1 thì liêm của fx khi x tiến tới 1 phải bằng f của 1. Thế thì bây giờ cô sẽ đi tính liêm. Thì khi mà x tiến tới 1 thì bạn sẽ nhìn vào cái dòng khác hơn. Thì nó chính là liêm căn bậc 2 của 2x bình trừ 3x cộng m cộng 5 trừ 2 phần 1 trừ x khi x tiến tới 1. Rồi, thế số 1 vô thì nó ra 0 chia 0. Phải không ta? Đúng rồi. Thế thì mình phải nhân liên hợp. Thì trên tử nó sẽ ra là 2x bình trừ 3x cộng 5 trừ cho 2 bình. Rồi, còn ở dưới mẫu á, thì nó sẽ ra là 1 trừ x. Rồi, nhân với căn của 2x bình trừ 3x trừ 5 cộng với 2 khi x tiến tới 1. Rồi, thì nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng liêm của 2x bình trừ 3x cộng 1 chia cho 1 trừ x nhân lại với 2x bình trừ 3x trừ 5 cộng với 2. Được chưa? Cái chỗ này nó gớm quá.
Rồi. Cái từ này cô tiếp tục đi phân tích thì cái từ của mình nó sẽ có hai nghiệm là 1 với lại 1/2. Vậy thì cô sẽ viết lại là 2 nhân với x trừ 1 nhân với x trừ 1/2. Rồi. Chia cho 1 trừ x nhân với căn của 2x bình trừ 3x trừ 5 cộng với 2. Rồi khi x tiến tới 1. Rồi rút gọn nha. Thì nó sẽ bằng lim của x trừ 1 với 1 trừ x rút đi. Thì trên tử nó thành là trừ 2 nhân với x trừ 1/2. Còn ở dưới mẫu là nó chỉ còn lại là căn của 2x bình trừ 3x trừ 5 cộng với 2. Khi tiến tới 1. Rồi thế số 1 vô đi bạn. Thế số 1 vô thì mình sẽ được là 1 phần 2 là trừ 1 nè. Ở dưới này nó ra là cộng 5 mà cô viết riết hồi thành trừ 5 luôn. Thế số 1 vô là 7, 4. Rồi, trừ 1 phần 4. Thì trừ 1 phần 4 này chính là m. Và m nó có dạng là a phần b. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được a là bằng trừ 1. Còn b là nó bằng 4. Đúng không? Thể đề không? AB thuộc là phân số tối giản thôi. Cái này là trừ a phần b. Đó, vậy thì suy ra a của mình bằng 1, b của mình bằng 4 rồi. Vậy thì a cộng b sẽ bằng 5. A cộng b bằng 5. Đáp án là câu D. Câu 29. Cho hình chóp SABCD. EF lần lượt là trung điểm của SA và SC. Nó không hề nói gì tới cái đáy nha các bạn nha. Nên mình vẽ thoải mái luôn. Muốn vẽ đáy là hình gì thì vẽ thôi. S A B C D. E là trung điểm của SA. Rồi, F là trung điểm của SC. Giao tuyến của mặt phẳng BEF. BEF nha. BEF. Đây. Và mặt phẳng ABCD là đường thẳng đi qua B và song song với đường thẳng nào? Rồi bây giờ cô xin phép nối thêm cái đường AC. Thì mình thấy sau khi mà cô vẽ như vậy thì bạn thấy là cái mặt phẳng BEF và mặt phẳng ABCD của mình nó có chung một cái điểm, đó chính là điểm B, đúng không? ABCD thì nó có chung một điểm, đó là điểm B. Rồi, ngoài ra nó còn chứa hai đường là EF song song với AC này, bạn thấy không? EF song song với AC. Thế thì từ đây chúng ta sẽ suy ra giao tuyến của mình chính là đường BX. BX là giao tuyến của BEF và mặt phẳng ABCD với BX nó sẽ song song với hai cái đường thẳng kia, chính là song song với đường thẳng EF và đường thẳng AC. Và đáp án của mình là câu B. Câu 30. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Cô phải nhanh trí có cái hình ở trên này cho nó nhanh nè. Rồi, có. Đấy là hình bình hành nha. Rồi, tuy nhiên cái bài này nó khác nhau một chút là M với N nó nằm ở cái điểm khác. Để cô xóa cái này đi. Cô xóa đi. M là trung điểm của SC. M là trung điểm của SC. N là trung điểm của SD. Rồi, MN song song với mặt phẳng nào? MN song song với mặt phẳng nào? Thì hiện tại mình có MN nó song song với lại AD, nó song song với bên AB và nó song song với DC, đúng không? Vậy thì suy ra MN nó sẽ song song với lại mặt. Ta có nè,
MN là song song với lại AB nè, song song với lại CD nè. Thế thì MN nó sẽ song song với mặt SAB. SAB là đúng nhất, đúng không? MN song song với mặt SAB. Tại vì MN nó không có chứa trong mặt SAB. Nhưng mà AB thì lại chứa trong mặt SAB. Chứ còn ví dụ như bạn chọn mặt SCD, mà SCD thì nó có chứa MN mất tiêu rồi, đâu có làm vậy được, đúng chưa? Rồi do đó là chúng ta sẽ suy ra được MN song song với là mặt SAB. Rồi, đáp án của mình là câu B. Câu số 31, cho tứ diện đều ABCD. Tứ diện đều, vậy cái hình ha. Đùi dài các cạnh là 2A, M là trung điểm của AC. N là trung điểm của BC. N. Rồi, B là trọng tâm của tam giác BCD. B là trọng tâm của tam giác BCD. Cô nối cái đường DN này lại, xong rồi cô lấy 2 phần 3. Thì đây chính là điểm P. Bây giờ mặt phẳng MNP cắt thiết diện theo một cắt tứ diện theo một thiết diện. Rồi cô sẽ giải thích cái từ thiết diện ha. Cái đề bạn nhận được á, thì nó sẽ không có cái từ thiết diện này đâu, tại vì cái này cô chưa sửa đề. Rồi ok. Thì bạn hiểu rằng là cái mặt phẳng MNP của mình nó chính là mặt phẳng MND. Đúng không? Mặt phẳng MNP của mình á, nó chính là mặt phẳng MND đó. Thì cái mặt phẳng MND này nó cắt thiết nó cắt hình chóp thành những cái đoạn giao tuyến, cắt cái mặt của hình chóp tại những cái đoạn giao tuyến. Thì mình có là MND, cô nối nó lại đây nha. Thì suy ra mặt MNP nè, nó giao với lại mặt ABC là tại N M. Rồi, nó giao với lại mặt ACD là được đoạn giao tuyến MD. Rồi nó giao với lại mặt BCD tại cái đoạn giao tuyến là N NP à, ND, đúng không? Thế thì suy ra là cái mặt phẳng MNP này nó cắt hình chóp theo các đoạn giao tuyến tạo thành một cái tam giác. Bạn thấy chưa? Tạo thành một cái tam giác. Thế thì suy ra, cô suy ra là tam giác MND chính là đa giác cận tiệm. Đó, đa giác cận tiệm. Hay nó có một cái tên gọi tiếng là tiết diện, thiết diện. Nhưng mà vì cái chương trình của mình không có dùng cái từ thiết diện nên là không muốn nói tới cái từ này trong đề các bạn. Mà quên sửa cái chỗ này á nghe. Ok, thế thì cô đã biện luận ra các bạn được cái đa giác rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tính diện tích của cái đa giác này. Diện tích của đa giác này. Thì tam giác MNP, MND chứ. MND, bạn lưu ý đây là một cái tứ diện đều ha. Đây là một cái tứ diện đều. Thế thì các cái đoạn trung điểm này cô ký hiệu bằng nhau hết nha. Thì cái đoạn MD nó sẽ bằng đoạn ND. Vậy thì ta có tam giác MDN cân tại D ha. Cô sẽ vẽ cái tam giác nó ra đây ha, cân tại D nè. Rồi. Đây là D nè. M nè. N nè. Rồi, cân tại D. Thế thì bây giờ mình coi thử DM là bằng cái gì nha. DM chính là đường cao của tam giác đều thì nó sẽ bằng cạnh nhân với căn 3 chia 2. Ta có DM, DM đi. DM thì bằng cạnh là 2 căn 2a nhân với căn 2 chia 2 là bằng a căn 2 nè. DM. Rồi. MN. MN. MN thì nó sẽ bằng AB chia 2 là bằng a nè.
Vậy MN mà bằng A thì suy ra là MH của mình nó sẽ bằng là A chia 2 đúng không? Thằng này là A căn 2 nè. Thằng này là A chia 2 nè. Vậy thì suy ra là DH đi. DH nó sẽ bằng là căn bậc 2 của DM bình trừ cho MH bình. Đó. DM là bằng cái gì? DM bình là bằng 2. 2 trừ cho 1 chia 4 là bằng căn 7 phần 2 nha. Căn 7 phần 2A. Đó. Vậy thì suy ra diện tích của tam giác MDN nó sẽ bằng 1 phần 2 lần DH nhân với MN. Mà DH là bằng cái gì? 1 phần 2 cô viết lại nè. Căn 7A phần 2 cô viết lại nè. MN là A nè. Vậy kết quả ra là căn 7A bình phần 4. Căn 7A bình... Ủa gì vậy? Không có đáp án. Sai cái nào rồi? Sai cái nào rồi? Cạnh nhân căn... Trời, cạnh nhân căn 3 chia 2 mà cô viết cạnh nhân căn 2 chết rồi. Sửa lại nha, cạnh nhân căn 3. Cạnh nhân căn 3. Vậy chỗ này là 3 trừ cho 1 phần 4 là căn 11 phần 2. Rồi, chỗ này là căn 11. Vậy đáp án của mình là câu C, 31C. Câu 32. Cho hình chóp đấy là hình bình hành nha. Có cái hình này đi cho nó nhanh. Rồi. M là trung điểm của SD. M là trung điểm của SD. N là trung điểm của CD. N. Mặt phẳng OMN. À chưa vẽ cái tâm O. OMN. Ồ, nó bị trùng rồi ha. OM. Cái hình này nó bị xấu rồi. Để cô sửa cái định một chút. B, C, D. Thế thì M nó sẽ nằm đây. M nằm đây. O nằm đây. Rồi. N nằm ở đây. Đúng không? Thì cái mặt OMN của mình nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, nó là cái mặt bên hông này. OMN. Được chưa? Rồi, mặt phẳng OMN song song với mặt phẳng nào? Rồi, ta có nè. MN thì nó song song với SC nên chắc chắn là MN nó sẽ song song với lại mặt FBC. Được chưa? Rồi, tiếp theo là ON thì nó song song với BC. Do đó là OM ON chứ. Nó sẽ song song với mặt FBC. Đó. Thì OM và ON nó chứa trong mặt OMN, thế thì từ hai cái ý đó chúng ta sẽ suy ra được mặt OMN song song với mặt FBC. Và đáp án của mình là câu B. Câu số 33. Bảng tần số về cân nặng của 180 người trong một xã như sau. Xác định số trung vị của mọi số liệu trên. Rồi. Đây cũng là một cái bảng tần số ghép nhóm nhưng mà nó làm ở dạng cục dọc chứ không phải là cục ngang như bình thường mình hay làm. Thì mình thấy là cái bảng này có 180 giá trị. Thế thì trung vị của mình nó chính là giá trị thứ. Bạn lấy 180 bạn chia 2 thì nó ra là 90. Vậy thì nó sẽ là 1 phần 2 lần giá trị 90 cộng cho giá trị 91. Thì 6 nè. 6 nghĩa là 6 giá trị đầu tiên, 15 giá trị tiếp theo là được 21 giá trị. 21 cộng với 37. 21 cộng với 37 là bằng 58, là đến đây là được 58 giá trị nè. Cộng 48 là 106 giá trị nè. Đó. Đó.
Vậy thì mình thấy rằng là giá trị thứ 90 và 91 nó sẽ thuộc cái nhóm này. Đó. Đến đây là 21 giá trị ha. Đến đây là bao nhiêu? Nãy mới nói quên rồi. 58. Đó. Thì đến đây nó ra là 1 lên 6. Ừ. Vậy thì cái giá trị ME của mình nó sẽ rơi vào cái nhóm này, được không? Rồi. Nó thuộc vào cái nhóm là 30 đến 40. Bây giờ để xác định được số trung vị thì chúng ta cần tính cho cô UM. Thì UM nó chính là bằng 30, UM cộng 1 là bằng 40. NM, NM là tần số của nhóm này là bằng 48. C chính là tổng tần số của các nhóm phía trước là 6 cộng 15 cộng 37. 6 cộng 15 cộng 37 là bằng 58. Rồi. Hết rồi đúng không? Vậy thì ME của mình sẽ được tính là bằng OM cộng N chia 2 trừ C chia cho NM nhân với OM cộng 1 trừ cho OM. Kết quả bằng rồi thế số vô OM là 30. 30 cộng N chia 2, N bài này là 180, chia 2 là 90, trừ cho C là 58, chia cho NM là 48, nhân với UM cộng 1 trừ UM là 40 trừ 30 bằng. Rồi bấm thử ra nhiêu. 90 trừ 58 chia 48 nhân 10. 36,67. 36,66 ấy. Để cho nó giống với số trên này. Đáp án của mình là câu A. 33A. Rồi câu 34. Doanh thu của 50 cửa hàng ở một công ty trong một tháng được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau. Doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng trong tháng là. Rồi có nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm giá trị trung bình. Mà để tìm được giá trị trung bình thì mình sẽ cần tìm giá trị đại diện. Rồi. Giá trị đại diện đầu tiên của nhóm đầu tiên từ 26 đến 48 là 37. 37, vậy thì tiếp theo sẽ là 59. Tiếp theo sẽ là 81. Tiếp theo sẽ là 103. Và tiếp theo sẽ là 125. Rồi, ở đây chúng ta có tổng cộng là 50 giá trị. Vậy thì giá trị trung bình của mình nó sẽ bằng là 37 nhân 6 cộng 59 nhân 14 cộng 81 nhân 17 cộng với 103 nhân 8 cộng với 125 nhân 5. Kết quả chia 50. Rồi. Bấm thử ra bao nhiêu? 77,48. Vậy đáp án của mình là câu C. Rồi, giá trị trung bình thì tính nhanh đúng không? Câu 35. Mốt của mỗi số liệu ghép nhóm này. Rồi ok. Mốt chính là cái nhóm giá trị nằm trong cái nhóm chứa tần số lớn nhất, thì tần số lớn nhất của mình ở đây là 7. Vậy thì M0 nó sẽ rơi vào cái nhóm từ 20 đến 30. Rồi. Thì chúng ta cần tìm cho cô các thông số sau. Là OM, OM là bằng 20 nè. Rồi. OM cộng 1 là bằng 30 nè. Rồi NM. NM là bằng 7 nè. NM trừ 1. NM trừ 1 là bằng 6 nè. NM cộng 1 là bằng 5 nè. Rồi, vậy thì mốt của mình sẽ được tính bằng công thức nè. Mốt bằng. Hồi nãy ở trên kia có công thức hay sao á? Để cô lưu lại đi. Bằng OM cộng cho NM trừ cho NM trừ 1. Chia cho NM trừ cho NM trừ 1. Cộng cho NM cộng NM cộng 1. E trừ chứ. Rồi.
Nhân với OM cộng 1 trừ OM. Rồi bằng 20 cộng 7 trừ 6 phần 7 trừ 6 cộng cho 7 trừ 5 nhân 30 trừ 20. Rồi bấm máy coi thử nó ra bao nhiêu nha. 20 cộng 1 phần. Rồi nhân với 10. 23,33, kết quả là bằng 70 phần 3 đó các bạn. 70 phần 3. Và đáp án của mình là câu A. Rồi. Vậy là cô đã hoàn thành xong 35 câu trắc nghiệm. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần tự luận nha. Rồi, cho hàm số fx bằng, tìm A để hàm số đã cho liên tục trên R. Được chưa? Rồi. Bây giờ cô sẽ đi tính trước là lim. Lim của fx khi x tiến tới. À, cái bài này là tập xác định D bằng R nha. Tập xác định D bằng R bởi vì nó không căn, không mẫu gì hết. Ok, rồi. Lim của fx khi x tiến tới 2 trừ. Bởi vì ở đây là cái hàm số nó cho theo dạng bé lớn nên là chúng ta phải đi tính hai lim ha. Thì 2 trừ nó chính là dòng bé hơn. Vậy đó là lim của 5a x bình trừ đi 2 khi x tiến tới 2 trừ. Rồi. Thế số 2 vô thì mình sẽ được là 5 nhân a nhân với 2 bình trừ 2. Vậy kết quả nó ra là 20a trừ 2. Rồi tiếp theo là cô sẽ đi tính lim của fx. Cô tính hết xong tí nữa cô biện luận luôn cho cái bài của mình nó gọn gàng ha. Rồi. Lim của 2 cộng là nhìn vào cái dòng lớn hơn là ra 23. À, vậy thì các bạn là bằng 23. Rồi chúng ta vẫn phải đi tính F ha. F của 2 chính là cái dòng dấu bằng là bằng 23. Rồi bây giờ mình biện luận nè. Để hàm số liên tục trên R thì hàm số phải liên tục tại x0 bằng 2. Mà hàm số liên tục tại x0 bằng 2 thì suy ra lim của fx khi x tiến tới 2 cộng phải bằng lim của fx khi x tiến tới 2 trừ và bằng f của 2. Vậy thì suy ra 20a trừ 2 nó phải bằng là 23. 23. Đó. Vậy thì suy ra là 20a là nó bằng 25. 25, vậy thì suy ra A nó sẽ bằng là 5 phần 4. Vậy đáp án của mình là câu A. Rồi 36A. Chúng ta sẽ trình bày như vậy. Vậy A bằng 5 phần 4. Thì hàm số liên tục trên R. Được chưa nè? Rồi chuyển qua câu số 37. Câu 37 thì mình phải vẽ hình rồi đó. Đấy là hình bình hành ha. S, A, B, C, D. Rồi, đấy là hình bình hành tam ô. Rồi, M là trung điểm của FB. N là trung là điểm nằm trên cạnh BC sao cho BN bằng 2 lần CN. Vậy thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần 1 2 3. Rồi BN bằng 2 lần CN. Vậy N nằm ở dưới này.
Được chưa? Bây giờ nó nói câu A là chứng minh rằng OM song song với lại mặt SCD. Rồi dễ thôi. OM song song với mặt SCD. Câu A ha, câu A. Chứng minh OM song song với mặt SCD. Ta có nè. Trên bài tự luận là phải đầy đủ các ý ha. OM nó song song với lại SD. Vì OM là đường trung bình của tam giác SBD. Nối hai trung điểm đó các bạn. Rồi, một ý. Tiếp theo là OM thì nó hoàn toàn là không có chứa trong mặt SCD. Rồi, nhưng mà SD á, thì lại chứa trong mặt SCD. Được chưa? Vậy thì từ ba cái ý này chúng ta sẽ suy ra được OM song song với lại mặt SCD. Rồi. Một việc. Bây giờ cái việc tiếp theo của mình là tìm giao tuyến của mặt SCD và mặt AMN. SCD và mặt AMN. Giao tuyến của mặt SCD và mặt AMN. Rồi, SCD và AMN. Sẽ nối bằng mực đen đi. AMN. Rồi bạn thấy là hiện tại SCD và AMN nó chưa có một cái điểm chung nào luôn á, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kẻ ha. Kẻ cái gì đây? Thì mình thấy là MN với lại SC nó có thể cắt nhau nè. Cắt nhau trong mặt FBD. Vậy thì cô sẽ nối như sau. Rồi. Thì cô sẽ gọi đây là điểm điểm H đi. Điểm H. Thế thì cô được một điểm chung là điểm H rồi. Đúng không? Một điểm chung là điểm H SCD đúng không? Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ nối cái điểm nào đây? À mình nối AH lại. AH AH thì nó nằm trong mặt SAC. Đúng không? Nối AH thì không giải quyết vấn đề gì. Rồi, bây giờ sẽ nối đường gì đây? À, CD với lại AN. CD với lại AN bạn ơi, CD với lại AN. Bởi vì nó cùng nằm trong mặt ABCD. Đúng chưa? Ok. Cô gọi điểm này là điểm điểm K đi. K đi được không? Rồi bây giờ cô sẽ trình bày mặt phẳng như sau nha. Rồi. Đầu tiên là cô sẽ gọi trong mặt ABCD đi. Trong mặt ABCD. Cô gọi K là giao điểm của N với lại đường CD. Thì suy ra K thuộc N. Mà N thì nó chứa trong mặt AMN. Rồi. K chắc chắn sẽ thuộc CD mà CD thì chứa trong mặt SCD. Thế nên là K sẽ là điểm chung đầu tiên của hai mặt này. Rồi xong, một ý. Tiếp theo là mình nói trong mặt gì ta? FBC. Trong mặt FBC. Thì cô sẽ đi gọi H là giao điểm của SC với lại MN. Thì suy ra H thuộc SC. SC thì chứa trong mặt SCD. Rồi, H thuộc MN. MN thì chứa trong mặt AMN. Rồi. Vậy thì suy ra H sẽ thuộc mặt SCD giao với lại mặt AMN. Được chưa? Rồi ta đặt đây là 1, đây là 2 ha. Rồi mình kết luận nè. Từ 1 và 2 suy ra HK chính là giao tuyến của mặt SCD với lại mặt AMN.
Rồi xong nha, cô đã tìm ra tuyến xong nha. Bây giờ nó hỏi mình là chọn khẳng định đúng. Thì MN song song với SC đúng không? Quá sai luôn, nó cắt nhau chứ sao song song được. Đúng không? Câu B. OM chứa trong mặt MN. Không đúng, OM không có chứa. Rồi. Câu C. Ồ, hồi nãy câu A cũng chưa chọn đáp án này chứ. AN và CD cách nhau. AN và CD cách nhau, đúng nha. Nó cách nhau tại K nè. Câu D, OM và SD cách nhau. OM và SD không nha, song song đó nha. Nên là câu này cũng sai. Vậy đáp án của mình chính là câu C. Rồi câu A. Câu A quay lại chọn câu A một chút. Là hồi nãy nó hỏi là OM song song với mặt SCD đó. Thì mình có OM song song với SD. Nên đáp án đúng của mình chính là câu B. Ồ, cái chỗ này là SSB đó các bạn. SB. Ok. Rồi, vậy 37B à 37 câu A là B, câu B là C ha. Rồi tiếp tục, câu 38. Cho hình chóp đấy là hình bình hành. Ồ, hồi nãy mà mình có sớm là được rồi. Bây giờ mình phải đi vẽ lại. Thôi không sao. Vẽ hình bình hành đây đã ha. S, A, B, C, D. Được chưa? Rồi. G là trọng tâm của tam giác ABC. G là trọng tâm của tam giác ABC. Vậy thì phải nối AC với BD lại. Rồi. Trọng tâm. Cô gọi đây là O cái đã. Thì trọng tâm của tam giác ABC là cái điểm nằm ở đây đây. Đây là G. Rồi. Tiếp theo. K là đâu? M là trung điểm của SC. 2, 4, 6. M. M là trung điểm của SC. Tiếp theo. K là giao điểm của SD và mặt AMG. SD và mặt AMG. Rồi, SD và mặt AMG. Đó. Thì bây giờ làm sao để tìm được cái điểm K này? Thì tìm ra được cái điểm K rồi thì chúng ta mới đi tính KS trên KD được. Đúng không? KS trên KD. Rồi bây giờ tìm K làm sao đây? Thì mình nối vòng quần đi ha. Bây giờ mình kéo dài cái AG cái đây đã. Thì nó được cái điểm này. Đó. Thì cái mặt AMG nó đã mở rộng thành cái mặt AM này. Cô gọi đây là điểm N đi. N. Đó. Thì AMN giao điểm với mặt gì? À, với đường thẳng SD đúng không? SD. Thì muốn tìm giao điểm của đường và mặt thì chúng ta sẽ đi tìm giao điểm của đường và một đường chứa trong mặt. À, tuy nhiên bạn coi thử SD hiện tại nó có cắt cái đường nào nằm trong mặt AMN không? Theo cô nhìn thấy thì là không. Đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ đưa vào cái phương pháp này nè các bạn. À, phương pháp bước số 1 là chúng ta sẽ chọn mặt phẳng phụ chứa SD. Chứa SD. Thì mặt phẳng phụ chứa SD nó chính là mặt SCD đi. Cô chọn mặt SCD. Thì bước thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm giao tuyến của mặt SCD với là cái mặt phẳng đã cho là mặt MN đó. À, thì mình thấy điểm chung của mình chính là điểm M. Đúng không? Thế rồi. Có mỗi điểm M. À đúng rồi, bây giờ AN mình kéo dài ra đi, nó sẽ cắt được CD nè. Đó. Thấy chưa? Rồi. Đây rồi. Cô sẽ gọi điểm này là điểm Y đi. Y. Thì giao tuyến của mình có phải là MY không? Đó. Thì MY chắc chắn nó sẽ cắt SD.
Rồi, bây giờ cô sẽ nối cái đường MI lại. Rồi, được chưa nè? Đây, đây chính là điểm K. Rồi, thì đây là phương pháp mình làm ở ngoài nháp thôi. Bây giờ mình sẽ đi trình bày. Thì mình chỉ trình bày những cái gì mà mình vừa gọi thêm. Thì ở đây á, là cô sẽ đi gọi thêm cái điểm Y đúng không? Đó là trong mặt ABCD. Trong mặt ABCD. Cô gọi Y là giao điểm của AN với lại DC. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là trong mặt SCD. SCD. Cô gọi K là giao điểm của IN IM chứ với lại SD. Thì suy ra K chắc chắn là thuộc IM. Mà IM thì nó chứa trong mặt AMG. Cô vẫn nói tên của cái mặt ban đầu thôi. Rồi. K chắc chắn sẽ thuộc về SD. Mà SD thì nó chứa trong mặt S. À đâu, SD là cái đường đề yêu cầu mà. Đúng không? Vậy thì suy ra K của mình chính là giao điểm của SD với lại mặt AMG. Rồi, giao điểm của SD và mặt AMG. Xong nha. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tìm cái tỷ số KS trên KD. KS trên KD. Thì chúng ta cô sẽ cung cấp một cái định lý, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái định lý Menelaus. Ha. Định lý Menelaus. Cô cũng không nhớ chính xác cái từ là gì nhưng mà nó sẽ như thế này. Menelaus sao? Nói chung là nó sẽ dư hoặc là thiếu một hai chữ cái gì trong cái định lý này, nhưng cái định lý này nó sẽ nói như thế nào đây. Thì bây giờ cô sẽ chọn cái tam giác ở đây là tam giác từ từ nha. Cô nối thêm cái đường này nè. Thì mình sẽ tìm một cái đường thẳng cắt ngang một cái tam giác, đó chính là đường thẳng gì ta? KHG. KHG cắt ngang tam giác nào? DOS. KHG. KHG cắt ngang cái tam giác gì? SOD. SOD. Rồi từ từ nha. Để cô nối lại đây nha. Cô dựng được một cái tam giác đó. Tự nhiên xin nhìn không ra cái tam giác gì hết nha. Cô gọi cái điểm này là điểm H nè. Từ từ nha. Rồi, ok. Bây giờ bạn nhìn giùm cô. Bạn nhìn giùm cô cái tam giác S O D. Được chưa? Rồi. Bạn nhìn giùm cô cái đường thẳng KG. Đúng chưa? Rồi, thì mình sẽ nói như sau. Đường thẳng. Rồi, KG. KG cắt ngang tam giác SDO. Đúng không? Cái định lý này là nó cần một cái đường thẳng cắt một cái tam giác SDO. Rồi. Cụ thể như sau. KG nó giao với cái đường SD tại K đúng không? Thì mình sẽ lập tỷ lệ KS trên KD. Được chưa? Thôi cô lập luôn cái tỷ lệ đề yêu cầu, đây là KD trên KS đi ha. KD trên KS. Rồi. KD trên KS, bạn thấy không? Bạn thấy cái điểm K nằm trên cái đường SD không? Rồi, tiếp tục, đó là một một điểm. Rồi tiếp theo cái đường này, cái đường màu xanh nó cắt cái cạnh SO tại H. Thì cái tỷ lệ số tiếp theo chúng ta sẽ ghi là H. Thì H ở đây là nó nằm trên cạnh SO, vậy thì mình sẽ có HS với lại HO đúng không?
Tuy nhiên bạn nhìn cái điểm S đó, ở trước nó đã nằm ở dưới rồi thì bên này nó sẽ nằm ở trên, vậy thì mình sẽ ghi là HS trên HO. Đó. Bạn ghi làm sao cho cái chữ nó chéo nhau như thế này nha. Rồi tiếp theo là cái đường màu xanh nó cắt cái đường DO tại điểm G. Điểm G này là nằm bên ngoài tam giác nha. Điểm G này là nằm bên ngoài tam giác. Thế thì cô sẽ ghi là G nè. Thì nó sẽ có GO và GD. Đó là từ cái điểm đi đến hai đỉnh, được không? GO với GD nha, cô sẽ ghi cái G nào ở trên. Thì mình thấy cái ô á, ở trước này nó đã ghi ở dưới rồi, thì trên này mình ghi lên trên. Thì nó sẽ là GO trên GD. Đó, bạn thấy chưa? SS chéo nhau nè, OO chéo nhau nè, DD chéo nhau nè, ok. Thì ba cái tích này nhân lại nó sẽ bằng 1. Bây giờ mình coi thử là HS trên HO mình tính được không nha. Ta có H á, là giao điểm. Chết rồi, lại quên gọi chứ hả? Gọi H là giao điểm của ai? AM với SO hả? Quên, quên, quên. Để cô cắt cái này xuống dưới đi hả? Ok. Cô sẽ gọi H ha. Trong mạch gì đây? Trong mạch SAC. Gọi H là giao điểm của AM với lại SO. Thì suy ra H chính là trọng tâm. Trọng tâm của tam giác SAC. Mà nó là trọng tâm của tam giác SAC thì HS trên cho HO. HS trên cho HO có phải là bằng 2 không? Đó. Còn GO trên GD thì bằng cái gì? Rồi, cô sẽ ghi lại chỗ này ha. HS nè. Trên cho HO là bằng 2, chứng minh trên nè. Rồi. Còn GO trên GD, GO trên GD. GO á thì nó có phải là nó bằng 1/3 lần GC không? Bằng 1/3 lần GC. Chia cho GD mà G GD. Ok, từ từ. Chỗ này mình sẽ làm chậm lại. GO cô viết lại nha. Rồi. GD thì nó sẽ bằng là GO cộng với OD. Mà OD á, OD nha. OD á thì nó sẽ bằng là OC. Vậy thì cái này có phải là GO cộng với OC không? Mà OC á là nó bằng 3 lần OG L7 OB. Đó, vậy thì là GO cộng với 3 lần GO. Vậy thì có phải là bằng GO chia cho 4 lần GO không? Thì kết quả nó sẽ ra là 1/4. Đó. Vậy thì bây giờ cô đặt cái này là sao nha? Thế thì nên sao sẽ tương đương với cô thế số rồi là KD trên KS cô viết lại nè. Rồi. Nhân với HS trên HO là 2 nè. Nhân với 1/4 nè. Bằng 1. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra KD trên cho KS là nó bằng 2. KD trên KS bằng 2. Ủa có nhầm không vậy? Ủa? Hồi nãy ghi KS trên KD đúng rồi, tự nhiên đổi ngược lại xong rồi bây giờ. Chán ghê. Nên KS trên KD sẽ bằng là 1/2. Nói chung là cái định lý Menelaus này nó rất là hay các bạn. Và càng về sau này thì mình dùng cái này để mình làm nó rất là nhiều. Nên các bạn cố gắng mình ngồi mình nghiên cứu lại từ cái định lý này nó làm cụ thể là như thế nào nha. Thì cô chỉ nói ý chính đó là chúng ta sẽ cần một cái đường thẳng cắt một cái tam giác. Sau đó là mình sẽ đi lập các cái tỷ số. Được chưa? Tỷ số từ cái điểm cắt đi đến hai cái đầu mút của đoạn thẳng. Sau rồi bạn nhớ là bắt chéo như thế này. Rồi bạn ngồi bạn nghiên cứu lại đi ha. Rồi vậy thì đáp án của câu 38 chính là câu A. Rồi mình chuyển qua câu 39, câu cuối cùng. Bạn Mai và Hoa chơi bóng bàn. Mai thấy rằng khi thả quả bóng bàn từ một độ cao nào đó xuống mặt bên sân bê tông thì quả bóng lại nảy lên một quãng đường bằng 70% so với quả bóng ban đầu. Rồi. Cứ như vậy cho đến khi dừng hẳn. Bạn Mai thả quả bóng bàn từ độ cao 1 mét và đố bạn Hoa tính tổng quãng đường mà quả bóng được thả lên và nảy xuống 15 lần. Em hãy giúp Hoa tính toán.
Thì cái ý của bài này là như thế này. Bạn Mai bạn tìm thấy được cái quy luật rằng là cứ một lần mình ném bóng thì bạn biết là cái quả bóng mình ném lên thì nó rớt xuống xong nó lại nhảy lên lại, thả lên lại. Thế thì ban đầu bạn thả xuống, nó rơi một cái độ dài ban đầu đúng không? Sau đó nó xuống xong cái nó thảy lên lại thì nó sẽ rơi xuống lại. Nó rơi xuống lại. Một cái độ cao là 70% cái độ cao trước đó thôi. Thì theo như đề bài ta có ha, theo đề bài ta có. Ở đây cô sẽ đi đặt. Cô sẽ đi đặt. ON ON. Sao mà chữ nó xấu quá vậy? Để cô xóa đi, cô ghi lại ha. Đặt ON bằng bằng là độ cao, là độ cao, là độ cao quãng đường đi được của quả bóng sau khi được thả và nảy lên. Quãng đường rơi xuống là độ cao, gọi sao cho nó hay ta, mà độ cao quả bóng rơi được trong lần thứ n hả? Trong lần thứ n, ví dụ như lần thứ nhất là bao nhiêu đó đúng không? Rồi là độ cao mà quả bóng rơi được là quãng đường đi. Là quãng đường, là quãng đường. Là quãng đường. Bóng rơi được là khoảng cách đi hả? Có phải là rơi lên là từ đỉnh xuống mặt đất không? Rồi vậy thì cô sẽ gọi nó là khoảng cách đi không? Khoảng cách. Từ quả bóng, từ quả bóng, từ quả bóng tới mặt đất, tới mặt đất đi không, tới mặt đất. Trong lần rơi thứ n, trong lần rơi thứ n. Ok không? Trong lần rồi thứ n. Rồi. Thì cái nôm na cái ý của nó sẽ là như vậy. Rồi, bây giờ thì mình nào. Ở đây là n, phải là n sao nha. Thì cô sẽ kiểm tra U1. U1 chính là cái lần rơi đầu tiên. Thì ở đây là Mai thả quả bóng từ độ cao 1 mét, có nghĩa là R bằng 1 nè. Đơn vị là mét ha. Rồi U2. U2 là ở cái lần mà nó thảy lên lại thứ hai thì cái độ cao của nó chỉ bằng 70% cái độ cao trước đó thôi, thì có phải là bằng U1 nhân với 70% không? Đó, là bằng 1 nhân với 70%. Được chưa? Đơn vị ở đây là mét. Rồi. U3, U3 thì sẽ bằng U2 nhân với 70%. Đúng không? Là bằng 1 nhân với 70% nhân với 70%. Đó. Thì nó sẽ bằng 1 nhân với 70% tất cả mũ 2. Thì cứ tuần tự như vậy cho đến lần rơi thứ UN. Thì UN nó sẽ bằng 1 nhân với, bạn để ý nha, U2 là 70% mũ 1, U3 là 70% mũ 2. Vậy thì UN chính là 70% mũ N trừ trừ 1, đúng chưa? Rồi, thầy vậy thì các cái số này nó sẽ lập thành một cấp số cộng. Đó, vậy chúng ta suy ra là U1 nè, U2 nè, cho đến UN lập thành một cấp số cộng. À đâu, cấp số nhân chứ. Cấp số nhân. Cấp số nhân có U1 á, là bằng 1 và Q ở đây là bằng 70%. Được chưa? Rồi, vậy thì cái tổng quãng đường mà quả bóng được thả lên và nảy xuống nó chính là tổng của các cái U. Suy ra S bằng U1 cộng U2
cộng cho đến UN, đó chính là SN đó. Đó, cộng cho SN UN thì nó sẽ bằng là U1 nhân cho 1 trừ quy mũ N. Ủa đâu? Ở đây là nó cần 15 lần mà. Đúng không? 15 lần. Vậy thì ở đây là S15. Rồi S15. 15 nhân nó sẽ bằng U1 cộng U2 cho đến U15. Thì chỗ này là 1 trừ quy mũ 15 chia cho 1 trừ quy. Chia cho 1 trừ quy. Thì nó sẽ bằng U1 là 1 nè. Nhân với 1 trừ 70% mũ 15 nè. Chia cho 1 trừ 70%. Vậy kết quả ra bao nhiêu? Bấm máy giùm cô ha. 1 trừ 70% mũ 15 chia cho 1 trừ 70%, nó sẽ ra là xấp xỉ 3. Sai rồi, sai rồi. UN là khoảng cách từ quả bóng tới mặt đất trong lần rơi thứ N. Thế thì cái SN của mình ý, hiểu sai vấn đề rồi các bạn. Nó bị sai một cái chỗ như thế này nha. Để cô gom cái thằng này đi, xong rồi cô trình bày cho hết chỗ phải không ta? Để coi thử phải hết chỗ không? À, còn chỗ mà. Rồi, bây giờ mình tới đây đi ha. Thì mình hiểu rằng nè, cái quả bóng ban đầu á, ban đầu á là nó rơi xuống, là chỉ có tính một lượt rơi thôi. Nhưng mà cái lần tiếp theo á là nó thảy lên lại, rồi nó đi xuống lại. Thì có phải là cái quãng đường lần thứ hai á, nó sẽ bằng 2 lần cái U2 không? Đó, bằng 2 lần U2. Bạn hiểu được không? Đó, vậy thì chúng ta sẽ trình bày như thế này nha. Tổng quãng đường đi của quả bóng, tổng quãng đường đi của quả bóng trong 15 lần rơi, trong 15 lần rơi là, rồi cái S này nó sẽ bằng là U1 này cộng với 2U2 này cộng với 2U3 này cộng chấm chấm cho tới 2 lần U15. Vậy thì nó sẽ bằng là U1 cộng với U2 cộng với U3. Đúng không? Thôi cô ghi đi, bằng 2 lần U1 cộng U2 cộng U3 cộng cho tới U15. Rồi, trừ bớt lại cho một lần U1. Đó, vậy thì có phải là bằng 2 nhân U1 đến U15 là một cái cấp số nhân đúng không? Thì nó sẽ bằng là 2U1 nhân với 1 trừ quy mũ 15 chia cho 1 trừ quy, rồi trừ lại cho U1. Rồi thế số vô nha, là bằng 2 nhân cho 2U1. 2U1 là nhiêu? 1 chia cho nhân cho 1 trừ 70% mũ 15 chia cho 1 trừ 70%, rồi trừ với lại cho 1. Ủa? U1 thôi chứ ở đâu ra số 2 này vậy? SN bằng U1 nhân 1 trừ quy mũ N mà. Đúng chưa? Trừ cho 1, vậy thì nó ra là 5,63. Sắp xỉ 5,64. Mét. Rồi bạn hiểu được không? 5,64 mét, vậy đáp án của mình là câu D. Rồi, cô xin lỗi tại vì hồi nãy cô chỉ tính có một vòng thôi mà cô quên mất cái quãng đường nó thảy lên nữa. Bạn hiểu được chưa nè? Rồi, vậy thì cô đã hoàn thành xong cái đề thực chiến số 5. Có cái gì thắc mắc hoặc không hiểu các bạn có thể xem lại giùm cô nha. Thì trong cái đề này có chỉ có một cái phần mới, đó là định lý Mendeleev thôi. Và cái quãng đường rơi của cái quả bóng này nó cũng hơi lạ lạ một chút. Rồi, vậy nghe, cô chào các bạn.